hello mọi người, mời mọi người ăn cơm trưa với mình nha. Thịt nướng nè, ớt giả lá chanh nè. Không biết đây mọi người quậy cái gì đây, ăn ngon lắm, rau cải, cơm nè. Ngon là ăn đắng đắng nha mọi người. Có lúc lắc à? Hoa cạo.
Ai? Mọi người nhá.